Là cá cờ mình mua ở siêu thị về rửa rửa và để ráo đó. Sau đó sẽ bỏ vào miếng dầu thắng đường, đường của mình đường trắng đường vàng gì cũng được. Khi có lên màu rồi á, thì Vi bỏ vào đây hành tỏi băm với chút xíu ớt, xào sơ rồi bỏ cá vào ha. Rồi mình cứ trở mặt như vậy. Khi mà nó ráng sơ hai mặt rồi á thì Vi cho vào đây một chút xíu nước ha. Đó, chút xíu thôi, đừng có nhiều quá, Vi thích ăn khô. Rồi mình sẽ lấy một cái nắp mình đậy lại. Mình để lửa nhỏ nha mọi người. Đây là súp lơ nè, bông cải trắng. Xào sơ qua thôi, tại vì bữa nay mình làm đồ ăn nhanh đó, cả lát còn đi công việc nữa. À hồi nãy quên nói với mọi người á, là cá trong này trước đó Vi đã ướp với lại bột nêm, đường, nước mắm và bột ngọt ha. Ở trong tủ á, mình còn cái rau này nè, rau mầm á, cho nên là sẽ bỏ vào đây xào chung luôn để lát ăn cùng với cá. Rau này ăn cũng ngon lắm. Đây là cá Vi kho sau được hơn 15 phút nè mọi người. Mình trở lại cho nó rút lại một lát, cái nó keo thì mình tắt thôi. Mình rắc thêm hành lá và tiêu vào. Trong đây hồi nãy cũng nêm một chút xíu tiêu rồi, tiêu, ớt, bột. Mình thích ăn khô khô, không có thích ăn nước lắm. Rồi, bây giờ chắc Vi sẽ kho liu riu khoảng 15 phút nữa đó. Đây là món cá cờ kho của mình nè. Sau khi 30 phút đó, giờ mình sẽ cho hành lá vào. Tại vì cái này mình kho trước đó, rồi chắc tầm khoảng mấy tiếng sau mình mới ăn lận. Cho nên mình không có muốn kho nó rút quá, để một lát tự động khi mà nó nguội nó sẽ sệt lại, rồi lúc mình ăn thì mình hâm lại thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha. Gì đó Mila. Ngon quá. Đây là bữa cơm tối của Vi nè. Cảm ơn mọi người đã xem video này nha. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt.